Hey, xin chào, mình là Kay đến từ Fresh Center. Các bạn nhận ra được giai điệu vừa rồi đến từ Lễ Hội Đẹp không ạ? Vâng, đó chính là Lễ Hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018 được diễn ra tại xứ sở Bắc Dương, Nga. Và để hòa cùng với không khí World Cup đang sôi động trên toàn thế giới này, Fitness Center hân hạnh mang tới cho quý khách hàng những chương trình khuyến mãi cùng với những ưu đãi có giá trị lên tới 350.000 đồng. Nghe thật tuyệt vời phải không ạ? Vậy những ưu đãi đó là gì? Hãy cùng chúng mình theo dõi nhé. Chương trình khuyến mãi ngày hôm nay có tên là World Cup tại Nga, hãy nhớ nhận quà, cụ thể như sau. Từ ngày 16 tháng 6 tới ngày 16 tháng 7 năm 2018, quý khách hàng khi tới Express Center thay các sản phẩm nhớt thuộc các thương hiệu sau đây: Votronic, Seo Ultra, Total Quả, Repsol Racing, Any Racing, Motul 300V530 sẽ được tặng hai ưu đại phí bao gồm, đó chính là áo thun in hình quốc kỳ của các đội tuyển tham gia World Cup 2018 lần này với giá trị lên tới 180.000 đồng. Và hơn thế nữa, chúng ta còn có phần quà thứ hai, đó chính là ly sứ World Cup 2018 với giá trị 100.000 đồng. Tổng giá trị của hai ưu đãi này là lên tới 250.000 đồng. Nhưng đặc biệt hơn, đối với 60 khách hàng đầu tiên đặt hàng online trên trang web expresscenter.vn, các bạn còn có cơ hội nhận được cùng bao tay Domino Rizoma với giá trị 100.000 đồng. Ba ưu đãi thôi các bạn đã nhận được tổng cộng 350.000 đồng vào phần quà của mình. Và một ưu đãi nữa cho quý khách hàng mua những sản phẩm nhớt khác tại Express Center có hóa đơn trị giá trên 299.000 đồng hoặc German Gold Repsol Sintetico được tặng thêm một ly sứ World Cup trị giá 100.000 đồng. Một ưu đãi nữa dành cho quý khách hàng tại Express Center đó là dịch vụ xúc rửa động cơ hoặc nhớt lát cây ly khi tham gia dự đoán tỷ số của bất kỳ trận đấu nào thuộc World Cup 2018 và chia sẻ bài đăng này công khai. Nhưng mà KJ có một lưu ý nhỏ dành cho quý khách hàng Hà Nội, đó chính là chương trình World Cup tại Nga hay nhớt nhận quà tại Hà Nội sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 22 tháng 6. Xin chào, mình là KJ đến từ Red Center.